What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng review cho các bạn một cái switch khá là đặc biệt. Thì hầu hết các phím cơ hiện tại thì đang đều là dùng switch dạng như thế này, tức là switch cơ học với cái cảm biến chỉ của nó là bằng cái miếng đồng ở sau này. Khi mình bấm vào hai miếng đồng chạm nhau thì sẽ có tín hiệu. Thì đấy là dạng switch mà vẫn đang được sử dụng ở hầu hết tất cả các bàn phím cơ hiện nay. Với Blue Switch thì gõ tiếng, còn Red Switch thì đại diện cho về cái bấm mà không có nghe tiếng cũng như là trơn tuột luôn. Còn đến Blue Switch thì mình bấm sẽ nghe tiếng tắt tắt. Đó. Vì thì hiện tại bây giờ các cái hãng bàn phím cơ thì đã phát triển thêm một cái loại switch mới, đó là switch quang. Thì với switch quang này nó sẽ dùng không dùng cái cảm biến khi mà hai miếng đồng này chạm nhau nữa, mà nó sẽ dùng gần cảm biến ánh sáng. Thì sẽ cho cái độ phản hồi nhanh hơn và cũng như sẽ là nhạy hơn. Và đại diện cho cái bàn phím dùng switch quang đó ở bên mình thì sẽ là con tim whoop này. Thì con tim whoop này đang mới về thôi và nó đang sử dụng là switch quang học luôn, mới phát triển và cũng là một trong những thương hiệu mà được sử dụng trong World Cyber Arena, một trong những cái giải đấu game chuyên nghiệp ở bên Trung Quốc. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem thử cái con này có những cái gì đặc biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái phần vỏ hộp của con bàn phím này. Với vỏ hộp bên ngoài hầu hết chủ yếu là về tông màu xám, đồng bộ với lại cái logo của nó. Rất là đơn giản thôi, chỉ có một cái logo Team Whoop ở trên này và cái tông màu xám. Ở sau đây chúng ta sẽ có các cái thông tin cơ bản về bàn phím và cũng không có gì thêm hết. Ở đây nếu như mà các bạn có thể đọc tiếng Anh được thì sẽ biết được một số các cái thông tin cơ bản. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho một số cái nhé, chẳng hạn như là dùng cái triggering, tức là triggering time, tức là cái tốc độ phản hồi ạ, sẽ nhanh hơn là bàn phím cơ thường. Và cái này nó sẽ dùng cái chất liệu dễ dàng lau rùi chùi này, tức là dễ dàng vệ sinh phím đấy, cũng như là có sử dụng rất là nhiều màu sắc dùng trong cái đèn LED của nó. Tức là đèn LED của con này thì đang sử dụng là đèn LED RGB, tức là RGB đấy, và rất là nhiều cái chức năng đèn LED khác nhau. Ngoài ra thì cái này nó còn có hỗ trợ NK Rollover, tức là sử dụng tất cả các phím nhận cùng một lúc, chứ không giống như những cái con bàn phím mà nó sử dụng anti-ghosting thì khoảng tầm 19 hoặc là 26 phím thôi. Tại vì con này là bàn phím cơ nên nó sẽ sử dụng là NK, là sẽ nhận diện tất cả các phím cùng một lúc. Và nó có thể chỗ sang chế độ đó là 6K, tức là 6K nhận diện, tức là nó chỉ có thể nhận 6 nút thôi. Cái đó dành cho các game thủ FPS. Thì ngoài vỏ hộp của con này khá là đơn giản, không có gì đặc biệt hết. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mình bóc hộp con này luôn. Khi mở trong hộp ra thì chúng ta sẽ thấy có một màu tông màu đen, ở giữa là sẽ có một cái lớp chắn bụi chống sốc dành cho con này, với cái chữ là UWE Blood. Mình cũng không biết cái chữ này có nghĩa là gì luôn. Ở đây chúng ta sẽ có phiên bản màu đen với hai cái đường vạch màu vàng nổi lên rất là rõ ràng khi mình vừa mở ra. Thì con này được, bàn phím này được để nằm gọn ở trong một cái hộp, nhưng này không có phần nào thừa, nó nằm rất là gọn gàng luôn. Đấy. Hai miếng đệm ở hai bên cũng khá là dày. Ở giữa này chúng ta sẽ có một cái hộp nữa để đựng các cái phụ kiện linh tinh. Thì mình sẽ lấy hết các cái dây này ra trước. Ok. Ngoài ra trong này chúng ta còn có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây, để mình xem coi nó có gì đặc biệt không. Cuốn sách này khá là dày. Chúng ta. Và cũng đều ghi bằng tiếng Anh hết nha các bạn. Đó, tất cả đều ghi bằng tiếng Anh. Nếu như các bạn có biết một chút về tiếng Anh thì mình đọc những cái này rất là đơn giản thôi, không có gì đặc biệt. Hầu hết là chủ yếu là để khái niệm về chỉnh LED này, rồi chuyển các cái chế độ này, rồi về cách thay switch. Đó.
Đấy. Nếu mà các bạn muốn thì có thể giữ lại cuốn này, rất có hữu dụng. Thuần tùy. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái hộp nữa bằng nhựa và nó sẽ đựng 4 cái switch dành cho mình để thay thế. Rất là chuyên nghiệp. Để xem còn gì không. Ở trong hộp này chúng ta còn có thêm nữa một cái keybuller, tức là cái để nhổ keycap với cái logo CEY ở đây, Team Whoop. Đấy. Sẽ có hai đầu, một cái đầu này là để mình nhổ keycap cũng như là nhổ switch luôn. Đây. À, cái này đầu này là để nhổ keycap nha các bạn, còn đầu này là để nhổ switch thì nó sẽ có hai đầu. Vậy là chúng ta có thể biết được trước rằng cái con này nó có thể xay switch nóng luôn, tức là không cần phải mở bao mặt ra mà mình vẫn có thể thay được switch trực tiếp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn gì ở trong hộp nữa. Còn cái hộp này sang một bên. Đấy. Yeah. You wear. Và đây là những gì mà cái bàn trong hộp với bàn phím này đi sẽ đi theo kèm. Tức là sẽ có một cái bàn phím này, một cái hộp đựng switch để thay thế, và phải một cái keybuller cộng với lại cái nhổ switch luôn. Đó, tức là cái này là có phối hợp cả hai cái luôn đấy. Đấy, đây là những cái phụ kiện mà đi theo kèm. Thì với cái giá đàm như thế này mà mình mở ra mình đã thấy có rất là nhiều phụ kiện đi kèm rồi, mà cũng rất là chuyên nghiệp nữa. Đây. Ở đâu nó cũng có dán cái logo đó là WCA, tức là World Cyber Arena. À, cái này là được chuẩn để thi đấu dành cho các cái game thủ trong cái giải WCA đấy. Rồi về cái đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về cái ngoại hình của con này. Ngoại hình của con này rất là nhỏ gọn. Theo cái vì cái con bàn phím này nó cùng là một công ty của thằng ra Zero, thì cái phông chữ của nó cũng giống như phông chữ của con Zero, và cái ngoại hình của nó cũng khá là giống, rất là nhỏ và sẽ bo sát với tất cả các cái keycap của bàn phím luôn, tức là không có thừa ra chút nào hết. Đó, các bạn đã thấy. Và cái bàn phím này được cắt điệu lên bằng hai cái đường thẳng được cắt nhau hình dấu cộng ở đây. Ở đây là do nó vẫn còn chưa được bóc cái lớp màu vàng này ra để bảo vệ chống xước, chứ thực ra là nó là một đường màu bạc nhé. Hai cái đường màu bạc cắt nhau tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt nằm ở trên bàn phím. Và cái logo của thằng UE ở đây nó cũng được bọc màu vàng như thế này để tránh xước thôi, chứ thực ra nếu mà mình bóc ra thì nó sẽ là một cái đường màu vàng. À, mình sẽ lỗi là một đường màu bạc, mình thử luôn cho các bạn xem nhé. Cái này nó dán khá là chắc. Rồi, bóc luôn cả keycap ra ngoài luôn. Đó, các bạn có thấy không? Một màu bạc. Cảm giác bóc cái này rất là phê các bạn ạ. Phê lắm luôn. Đó. Cái này nó dán rất là chắc các bạn. Để tránh cái trường hợp mà mình nó bị bong chóc trong thời gian trong cái khi đi vận chuyển ấy. Bóc luôn ở trên này luôn. Đấy. Cái màu của nó sẽ là màu bạc là nằm nổi bật nằm ở trên một cái bàn phím màu đen. Cả cái logo này nữa. Đó, các bạn có thể thấy được cái chân dung của nó sau khi mình bóc ra. Cái đường màu bạc này làm rất là nổi bật với cái phản ánh sáng lên khi mà mình chiếu đèn và led vào đấy. Rất là ngon. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể thấy được là cái mặt sau của con này rất là đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Chỉ có hai cái lẫy, và trên cái lẫy này cái đế của nó cũng làm rất là chắc chắn. Và có hai cái nút cao su ở đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái khớp để nối cái tay vào. Nhưng mà vì sao nó lại không có cái tay mà trong hộp thì cái này cái tay mình phải mua riêng, chứ cái này nó không có hỗ trợ ở trong hộp có cái tay nha các bạn. À, ở đây ngoài ra thì chúng ta vẫn thấy được một cái điều quen thuộc, đó là cái lớp miếng kim loại nằm phía trên như thế này thì nó sẽ được vát diamond cut rất là đẹp chạy xung quanh mặt trên của bàn phím. Đó.
kết hợp với lại các cái đường màu bạc ở giữa, chúng ta có thể thấy một cái sự tinh tế ở đây rất là đẹp. Ở đây chúng ta vẫn sẽ thấy một cái tấm logo WCA CY. Đó, cái này CY 2.0 tức là trang it yourself, là cái có thể mình thay nóng được switch một cách dễ dàng. Rồi. Về cái thằng switch của con này thì mình đã nói trước là nó sử dụng switch quang, tức là không phải switch giống như những cái con kia mà sử dụng switch quang. Và hãng sẽ thay cái màu blue, màu xanh bằng cái màu nâu như thế này. Tuy nhiên thì nó lại gõ giống như mà blue switch, tức là gõ sẽ gõ tiếng tắt tắt. Sẽ gõ có tiếng tắt tắt nha các bạn, giống như là blue switch vậy. Tuy nhiên nó sẽ cấu tạo khác một chút, là nó sẽ không dùng cảm biến ở giữa hai miếng đồng, mà là nó sẽ dùng cảm biến quang học. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái cảm biến quang học nó như thế nào. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay vào gần hơn để cho các bạn xem cái cảm biến quang học của con này. À, đây chính là lý do vì sao mà nhà sản xuất đã tặng kèm cho mình cái keyboarder như thế này, để mình gỡ cái các nút này ra nó dễ dàng hơn. Thì dùng cái, nếu mà dùng cái loại đánh chính như thế này thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ không đỡ làm hư hại cái keycap, và nó cũng sẽ bền hơn, nhưng mà nó sẽ khó lấy được cái keycap ra hơn. Đấy. Sau khi mình mở cái keycap ra thì chúng ta vẫn sẽ thấy một cái switch rất giống như những cái switch thường, như bình thường, như những con bàn phím cơ khác. Nhưng mà vì cái này là hỗ trợ thay switch nóng thì chúng ta có thể dùng cái gỡ switch này, nó bóp vào đây, chỉ cần kéo nhẹ lên thôi và nó sẽ tự động bung ra. Đó. Và đây chính là cái switch dùng switch quang học của cái con này. Thì cái switch quang học là như thế nào? Thì nó sẽ không giống như cái switch kia, mà nó khi mà nó ấn xuống cái hành trình đủ đến mức mà có cái cảm biến ánh sáng đi ngang qua thì nó sẽ có một cái lỗ như thế này để cho ánh sáng nhận. Thì lúc này chính là cái lúc mà bàn phím nhận tín hiệu. Chứ không giống như những cái con bàn phím kia thì nó sẽ có thêm hai cái chân đồng nối vào cái bảng mạch, nhưng con này thì không có. Chính là cái sự khác biệt đầu tiên. Và mình sẽ cho các bạn xem cái cảm biến quang ở dưới phần bàn phím như thế này. Đó, chúng ta sẽ thấy có hai cái bóng đèn ở đây. Đây chúng ta sẽ có hai cái bóng cảm biến quang, một cái bên phát và bên nhận. Nếu như các bạn rút ra thì giống như là nó sẽ ấn liên tục vậy. Đó, thì thấy nó sẽ phát ánh sáng từ đây và nó sẽ phim qua đây. Nếu như không có vật cản thì nó sẽ là nhận tín hiệu dạng như vậy đấy. Ở trên này chúng ta sẽ thấy một cái đèn LED RGB, con này sử dụng đèn LED RGB nha các bạn. Đó. Cái con bàn phím quang mình đang sử dụng đây chính là cái bàn phím mà mình thấy nó sử dụng LED RGB. Đó là đầu tiên mà mình thấy ở Việt Nam mình luôn đấy. Chứ còn những con khác thì mình chỉ thấy là khoảng LED rainbow hoặc là LED một màu thôi. Là ít. Sau khi sau xong chúng ta chỉ cần gắn lại như bình thường, rất là dễ. Nó cũng không có nặng như những cái con mà sử dụng switch kia. Rồi, và đây chúng ta sẽ có thêm một cái bốn cái switch như thế này. Thì mình gỡ ra xem để coi là cái switch này nó có cái gì đặc biệt không. Switch này là được tặng kèm, chứ nó không có bán ở ngoài như thế này. Có thể là để cho các bạn khi nào mà các bạn cần thay. Ủa, con switch này gõ rất là to các bạn ạ. Tiếng của nó kêu to lắm. Con này thì nó lại là đổi màu sang màu... Con này thì nó chuyển sang làm bên nhà sản xuất lại đưa sẽ là màu xanh chứ không phải là màu nâu như những cái con switch ở trên bàn phím có sẵn. Và nó cũng sẽ là switch quang luôn. Đó, các bạn có thể thấy là một cái lỗ đi ngang qua như thế này. Và nó cũng sẽ không có chân đồng.
và tiếng con này sẽ kêu to hơn là tiếng của cái switch mà đang sử dụng mặc định ở trên con này. Thì nếu như các bạn muốn thay thì các bạn có thể thay vào cái switch này một cách đơn giản thôi, nhổ ra lắp vô là thay thôi. Và đặc biệt hơn là cái con này nó sẽ sử dụng đó là cái đèn, hệ thống đèn LED RGB và hệ thống chống nước rất là tốt. Thì về cái hệ thống chống nước thì mình sẽ thử vào cái video sau. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là hệ thống đèn LED của con này nhé. Và đây là cái con bàn phím mà sau khi mình đã tắt hết đèn đi. Thì con này đang sử dụng hệ thống đèn LED RGB. Thì do cái con này dùng cái phông chữ rất là nhỏ, thì các bạn nhìn ở đây, nó nhỏ xíu, cho nên là cái đèn LED nó sẽ không có được tỏa ra nhiều. Cộng thêm cái keycap của nó là mặc định màu đen, cho nên là các bạn có thể thấy đèn LED của nó sẽ hơi tối so với những cái con bàn phím khác. Mình đã tăng max hết độ sáng rồi, tuy nhiên là nó vẫn còn hơi tối. Thì nếu các bạn muốn nó sáng hơn thì các bạn có thể thay cái keycap như thế này, thay cái keycap này bằng những cái con keycap màu trắng và cái phông chữ to hơn thì nó đèn LED nó sẽ sáng hơn. Đấy, thì một số bạn vẫn hỏi là vì sao mà cái nút cap lock này hoặc là nút window này hoặc là nút num lock này vì sao nó lại không sáng hoặc là nó không chạy theo đèn LED. Thì cái con như thế này nó không có cái đèn LED báo, mà những cái con nó sẽ có hiện đèn LED ở trên những cái nút này luôn, trực tiếp luôn, cho nên là những cái nút này nó sẽ là riêng biệt, không có liên quan gì đến hệ thống nút, hệ thống LED của các cái con nút khác hết. Đấy, con này sử dụng đèn LED RGB cho nên nó có rất là nhiều các cái chế độ. Mình sẽ thử qua một số chế độ cho các bạn xem nhé. Thì đầu tiên thì để mặc định cái đèn LED như thế này thì mình sẽ có FN lên để thay đổi màu. Mình có thể thay đổi tất cả là 7 màu cho mỗi chế độ, cộng với lại cái màu rainbow nữa, tức là cái màu ngẫu nhiên như thế này, nó sáng tất cả các màu. Đó, thì nó có tất cả là 7 màu, mình có thể thay đổi rất là dễ dàng. Chỉ cần nó FN lên hoặc xuống. Cái con này thì nó không có theo cái vòng lặp, cho nên các bạn yên tâm sẽ bấm lố cũng không sao. Đó. Thì khi mà mình muốn đổi chế độ thì mình ấn FN cộng với lại F9 thay đổi chế độ. Đầu tiên sẽ là chế độ đi xuống như thế này. Đó, sẽ như là thác đổ nhưng mà là theo từng dòng. Và chúng ta có thể thay đổi màu nó luôn. Ví dụ như thế này thì mình đổi sang chế độ này thì nó sẽ đổi sang chế độ Printing, tức là thay đổi theo đổi màu nháy Printing mà nháy đổi màu liên tục. Đó, mình ấn lên lần nữa thì nó sẽ đổi sang chế độ Printing và đổi một màu thôi. Đấy. Ngoài ra thì mình có thể đổi FN xuống một lần nữa thì nó sẽ đổi sang cái chế độ đó là chế độ chạy tất cả các màu mà chạy từng điểm từ trái qua phải. Mình có thể đổi hướng bằng FN và nút qua trái hoặc qua phải để đổi hướng chạy của các cái con này. Đây là chế độ sáng ngẫu nhiên tất cả các màu và tất cả các nút luôn đều sáng ngẫu nhiên hết. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm chế độ đó là bấm phím nào sáng phím đó, và cũng sẽ ở đây đang ở chế độ đó là tất cả các màu, cho nên nó sẽ sáng ngẫu nhiên tất cả các màu luôn. Mình cũng có thể đổi sang một màu cũng được, không sao hết. Đấy, ví dụ đây là một màu trắng thôi. Ngoài ra thì mình cũng có thể tăng giảm tốc độ bằng ấn FN cộng hoặc FN trừ nha các bạn. Đó, bấm phím nào tỏa ra hai bên. Đây là chế độ mà tỏa ra hai bên. Mặc định của nó sẽ là màu rainbow, tức là tất cả các màu. Mình cũng có thể đổi được. Đây, mình sẽ thử là giảm tốc độ lại cho các bạn coi. Bấm nó sẽ chạy chậm hơn. Đó. Con này thì có rất là nhiều chế độ nên mình sẽ test sơ qua thôi. Chế độ tiếp theo sẽ là đây là chế độ mà nó sẽ sáng in luôn. Chế độ này sẽ là chế độ brazing, tức là chế độ mà mình bấm nó sẽ tỏa ra hai bên như thế này. Và cũng là chế độ mình để đang là chế độ ngẫu nhiên thôi. Cái này là waving nha các bạn. Mình cũng có thể chuyển hướng hoặc là đổi sang một màu. Mình thấy để một màu có khi lại ấn tượng hơn đấy. Đoạn này nó sẽ chạy vòng tròn. Đấy, mình cũng có thể đổi sang màu những các chế độ khác. Chế độ này sẽ là cái chế độ mà lượn sóng, kiểu như cái con giun bò đấy. Rất là đơn giản. Chế độ này bấm nó sẽ tỏa ra nhưng mà nó sẽ tỏa hết tất cả các bàn phím. Rất là đẹp. Con này có rất là nhiều chế độ. Chế độ này giống như là chế độ mưa, penny. Mình cũng có thể đổi được sang các cái màu
cố định một màu thôi. Thì do con này không có phần mềm nên các bạn phải chỉnh tay hoàn toàn nhé. Đây là cái chế độ mà mình thấy là chế độ tỏa từ giữa ra nhìn khá là đẹp. Đó, thì chế độ mày này mình vẫn có thể là đổi màu được, đổi màu nhìn nó còn ảo diệu hơn nữa. Ở ra đây chúng ta có thể chỉnh sang chế độ, tức là hai bên chạy vào và đầy đủ các màu. Ở chế độ này mình ấn xuống thì nó sẽ thay đổi sang, mình lên nó sẽ thay đổi sang là chạy một đường như thế này. Đấy, đan xen nhau. Và cũng có thể đổi sang một màu. Chế độ này cũng là waving nhưng mà đi chéo về hướng phía trên, hoặc là mình có thể ngược ngược chạy về ngược lại. Chế độ này là chạy ngang qua từng hàng. Rồi hết rồi, và chế độ này là chế độ không có led. Đó, chúng ta sẽ quay về trở lại với độ mặc định. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn chỉnh sang các cái chế độ mà dành cho game, thì ví dụ như mình ở đây thì nó sẽ không có, sẽ có mặc định là ba cái, đó là game FPS này, game RTS, tức là cái game MOBA đấy. Thì nếu mà các bạn muốn lưu lại, chẳng hạn như mình muốn lưu ở lại chế độ FN1 như thế này, thì mình sẽ ấn FN, giữ nút FN và mình ấn nút SC, nó có chữ REC, tức là ghi lại ấy. Thì khi mấy tất cả các nút này nháy rồi thì mình có thể điều chỉnh được các nút này thành màu gì. Đó, mình sẽ có thể tùy chỉnh được tất cả các nút. Sau khi mình tùy chỉnh xong rồi thì mình ấn chữ nút FN và ấn nút SC lần nữa để nó lưu lại, thì nó sẽ lưu lại trong cái phần FN1 như thế này. Đó, chữ FN1 thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ mà mình vừa mới tự chỉnh, chạy FPS. Còn chế độ như thế này, chế FN1 này là mình vừa mới chỉnh đây, thì nó sẽ tự động lưu lại luôn. Đó, thì con này nó sử dụng là sút quang nhưng mà tiếng gõ của nó lại khá là to, giống như là Blue Switch vậy. Cho nên mình sẽ thử gõ luôn cho các bạn coi nhé. Thử cái tiếng gõ cho nó, thì nó cái tiếng gõ của nó kêu tắp 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 giống như Blue thôi, nhưng mà cái con này có lực bấm nhẹ hơn một chút. Và bây giờ mình sẽ cùng test qua cái cảm giác gõ của con này. Thì con này mặc dù là cái switch của hãng nó ghi hình màu nâu giống như là Pro Switch thôi, nhưng mà tiếng gõ của nó vẫn là tiếng giống Blue Switch. Thì mình sẽ gõ thử một đoạn cho các bạn coi nhé. Các bạn có thể thấy là cái tiếng gõ của nó nghe rất là sướng tai, không quá ồn nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được tiếng click của từng phím. Và cái lực của nó thì cũng rất là vừa, nghe cảm giác gõ thì mình thấy là phải nhanh ngửa cho các cái bàn phím top hiện nay. Gõ rất là sướng, nếu như các bạn gõ nhanh dùng văn bản thì nghe càng phê hơn nữa. À, các bạn hãy thử cảm nhận. Với cái tầm giá tiền chỉ có khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu một chút thôi, thì các bạn đã có một cái bàn phím có kết cấu tốt, dùng switch quang cho độ bền cao hơn rất là nhiều so với lại switch của thằng bình thường. Thì độ bền của switch quang này nghe nhà sản xuất bảo là tới 60 triệu lượt nhấn. Thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái việc đó là mình dễ bị double click sau thời gian sử dụng lâu dài, hoặc là sẽ bị mất tiếng click. Đó, thì cái này nó sẽ hạn chế được rất là nhiều, giống như là bị liệt nút đấy. Đó, và cái con này nó có khả năng chống nước cũng rất là cực khủng nữa, thì để cái đấy mình sẽ làm video sau. Giờ video này cũng đã khá là dài rồi. À, nếu các bạn muốn mua thì có thể click vào link mình để ở phần mô tả. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.